Việt Nam là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Việc nhanh chóng đóng cửa biên giới cùng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt và giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố đã giúp giữ sự lây lan dịch bệnh ở mức thấp và cho phép các hoạt động kinh doanh trong nước vẫn được duy trì. Tuy nhiên, làn sóng trở lại của đại dịch lần thứ tư đã khiến tăng trưởng của Việt Nam bước chậm một nhịp. Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 được Ngân hàng Standard Chartered và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB điều chỉnh giảm lần lượt 0,2 và 0,9 điểm phần trăm so với mức dự báo đã đưa ra trước đó. Nhiều doanh nghiệp Việt ngừng hoạt động, phá sản. Các doanh nghiệp đang hoạt động thì nghẽn đầu ra, gánh mức thuế, phí tăng cao, trong khi hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển khó khăn hơn do giãn cách tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Hiếu kinh doanh trang trại gà đã nhiều năm nay. Với quy mô hộ gia đình, trang trại của ông thường nuôi và kinh doanh từ 2 vạn đến 2 vạn rưỡi con gà mỗi vụ. Tuy nhiên, khi Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 và các đợt giãn cách xã hội, số gà của hộ gia đình ông chỉ còn 8.000 con. Cùng với đó là sự sụt giảm mạnh về thu nhập. Trong cái môi trường cảnh dịch COVID này thì cái này nó là khó khăn chung của toàn quốc. Thực ra cái khó nhất là do cái tình hình dịch bệnh cho nên chúng tôi rất khó cái vấn đề phán đoán và dự báo cái vấn đề thị trường. Cho nên là cái quyết định và quy mô chăn nuôi và thời điểm chăn nuôi thì nó khó khăn hơn. Và phải nói thật là cũng hạn chế cái vấn đề tăng đàn để duy trì đàn. Không chỉ những hộ gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp cũng phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Theo VCCI, vấn đề đáng lo lắng hiện nay đặc biệt là về số doanh nghiệp rời bỏ thị trường và số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đang tăng cao, lần lượt tăng 20,7% và 23%. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 70,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Nếu các doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng do COVID-19 phải dừng hoạt động quá lâu, sẽ không tránh khỏi một làn sóng phá sản mới tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tác động của đại dịch, thu nhập trên đầu người của doanh nghiệp và hộ gia đình tại Việt Nam đã giảm 9,8% do sự suy giảm của nền kinh tế, và nhóm có thu nhập thấp nhất sẽ giảm đến 10,2% thu nhập, trong khi tỷ lệ hộ nghèo trong ngũ phân vị có thu nhập nghèo nhất sẽ tăng 40%. Một điểm đáng chú ý, chúng tôi thấy tỷ lệ nghèo đói không tăng. Năm 2015, tỷ lệ này là trên 8% và hiện nay là 2,75%. Tỷ lệ nghèo đói tại Việt Nam đã giảm một cách ấn tượng. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, có hơn 1,7 triệu người lại lâm vào tình cảnh khó khăn do đại dịch. Được coi như tế bào của nền kinh tế, doanh nghiệp suy giảm khả năng chống chịu thì cả nền kinh tế bị tổn thương. Đợt dịch đang diễn ra đã khiến nhiều tỉnh thành trong cả nước bị giãn cách xã hội. Hoạt động kinh doanh ngừng trệ, chuỗi cung ứng gián đoạn đã khiến hàng loạt tổ chức quốc tế hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tỏ ra thận trọng hơn khi hạ dự báo GDP Việt Nam xuống còn 5,8% từ mức 6,7% đưa ra hồi tháng 4. Nguyên nhân là do việc triển khai tiêm chủng tương đối chậm và áp dụng các biện pháp giãn cách kéo dài ở các khu vực tăng trưởng lớn nhất nước gây ảnh hưởng đến lưu thông thương mại, hạn chế các hoạt động kinh tế. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là đại dịch. Các biến thể virus mới có khả năng lây nhiễm cao hơn, giống như biến thể Delta mà chúng ta đang thấy, nhất là trong bối cảnh việc tiếp cận vaccine trên thế giới vẫn rất khó khăn và phân bổ chưa đồng đều, ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi kinh tế. Rủi ro tác động nhiều nhất đến các quốc gia chính là việc thắt chặt chính sách tiền tệ, làm gián đoạn các điều kiện thị trường tài chính một lần nữa. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 6% trong năm nay, nhưng chúng tôi đã thay đổi mức dự báo này bởi sự tụt hạng của các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn lớn với chi phí ăn ở, tổ chức làm việc theo tiêu chí 3 tại chỗ. Đặc biệt, chi phí xét nghiệm 7 ngày một lần là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cứ 7 ngày, một doanh nghiệp sản xuất với 500 công nhân thực hiện 3 tại chỗ sẽ phải mất khoảng 75 triệu đồng cho chi phí xét nghiệm, với giá thành 150.000 đồng một kit test. Nếu doanh nghiệp có 1.000 đến 2.000 công nhân, số tiền đó sẽ tăng lên gấp đôi, gấp 3. Ngoài ra, chi phí vận tải quá cao, tốn nhiều thời gian, thủ tục khi vận chuyển đã đẩy giá thành sản xuất lên cao hơn trước, khiến doanh nghiệp ách tắc cả đầu vào và đầu ra. Tôi có thể nói là về vận tải, nếu mà hàng hải mà nói ở
phía ngoài của cái chuỗi cung ứng ấy, nghĩa là vận tải biển và cảng biển thì nó là cạnh tranh rồi đấy. Về giá đấy, về mặt chi phí là rất cạnh tranh. Thế nhưng cái phần hậu phương của nó, ví dụ như vận tải nội địa ô tô, vận tải xe nối các cảng với nhau thì cái đấy là có hai cái vấn đề. Chi phí quá lớn. Chi phí rất lớn chứ không phải là quá lớn. Ví dụ như chi phí về các cái phí đường bộ lên là rất lớn. Đấy. Thứ hai là bản thân cái hoạt động như vậy nó gây tắc nghẽn và nó rất mất thời gian. Hàng hải là thời gian và rất quan trọng. Thì đấy là hai cái vướng. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái phần này chắc phải có cái sự tác động của các cơ quan chuyên ngành cố quản lý nhà nước. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, hoạt động giao thương với những thị trường chính của Việt Nam như Trung Quốc, EU và Mỹ vừa bắt đầu khôi phục thì lại gián đoạn vì đợt bùng phát dịch mới. Nhiều doanh nghiệp Mỹ, EU đã thông báo về việc tạm ngừng, giãn, hoãn hoặc hủy đơn hàng nhập khẩu trong xu hướng chung là giãn thời gian giao các đơn hàng từ 3 đến 4 tháng để trông chờ dịch bệnh được kiểm soát và thị trường phục hồi trở lại. Đây là lúc cần tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do như EVFTA để tập trung khơi thông thị trường. Hiện nay thực tế là Việt Nam chúng ta chưa hề có một hãng tàu mẹ mà có thể kết nối trực tiếp hàng hóa khối lượng lớn bằng đường biển từ các cảng của Việt Nam sang thị trường châu Âu. Do vậy, việc chung tay phối hợp giữa cộng đồng châu Âu, giữa các công ty logistics lớn với chính phủ Việt Nam và đặc biệt là các công ty đầu ngành trong lĩnh vực hàng hải là hết sức quan trọng để cố gắng là tận dụng cái lợi thế là chúng ta đã có những cảng nước sâu và trên cái cơ sở đó sẽ xây dựng và phát triển được một cái tuyến vận tải kết nối từ các cảng mà chúng ta hay gọi là các hub, các cảng lớn để đi thẳng sang thị trường châu Âu và ở bên châu Âu cũng tạo điều kiện để cho chúng ta có một cái trung tâm logistics với những các chính sách ưu đãi về vận tải, với những khả năng kết nối lớn, kết nối tốt trong cái việc phân phối đấy, cũng như là các chính sách thuế ở cái khu vực thị trường nội địa. Thì có như vậy thì cái chuỗi cung ứng của chúng ta mới trở thành một cái chuỗi dịch vụ hoàn hảo và tận dụng được cái lợi thế cũng như là độ linh hoạt nhờ cái quy mô và trong cái điều kiện mà dòng hàng hóa đang phát triển. Bên cạnh đó, để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Công Thương và VCCI đều kiến nghị cần tiếp tục tập trung phát triển thị trường nội địa, tạo thành bệ đỡ đầu ra sản phẩm trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp khó khăn. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp cố gắng khai thác các FTA, từ đó tạo cơ hội mới cho xuất khẩu để giải quyết một phần năng lực sản xuất dư thừa trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Có thể nói là trong cái bối cảnh chung đó, thì chúng ta đều biết là cái thương mại toàn cầu bị suy giảm, các cái dòng vốn đầu tư bị đảo chiều, và cái xu hướng quay trở lại đầu tư vào cái chính quốc cũng tăng lên. Thì có thể nói là tất cả các nền kinh tế trên thế giới và nền kinh tế Việt Nam đứng trước một cái khó khăn. Nhưng may mà chúng ta có cái cửa mở ra qua không gian của các cái hiệp định thương mại tự do, cho nên kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng khá cao trong tương quan chung của thế giới trong bối cảnh này. Và đặc biệt là cái thương mại của Việt Nam vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Trước bối cảnh Việt Nam đang bùng phát làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm ủng hộ mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ là tiêm chủng cho ít nhất 75% dân số để tạo miễn dịch cộng đồng. Đây là hành động cần thiết nhằm khai thông thương mại và đầu tư quốc tế, yếu tố vốn rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp châu Âu đang có nhìn nhận lạc quan về môi trường kinh doanh ở Việt Nam, có nhiều hành động tích cực, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam. Eurocharm nhận được nhiều đề nghị tìm hiểu và tiếp cận thị trường Việt Nam từ các công ty châu Âu. Những doanh nghiệp châu Âu đang có hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam cũng có đánh giá tích cực khi có thể tận dụng ưu thế từ EVFTA, nhất là những ưu đãi về xuất nhập khẩu. Eurocharm cũng tiến hành lấy ý kiến các doanh nghiệp thành viên về cách thức mà khu vực tư nhân có thể hỗ trợ chương trình tiêm chủng của chính phủ. Đồng thời,
khảo sát về ảnh hưởng của đại dịch lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 70% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho biết công ty của họ phải đối mặt với nhiều trở ngại đối với các quy định hiện tại. Trong khi đó, 79% cho rằng quy định thời gian cách ly 3 tuần sẽ dẫn đến việc có ít chuyên gia đến Việt Nam làm việc hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty phụ thuộc vào những vị trí kỹ thuật thiết yếu. 81% thành viên Eurocharm tin rằng chính phủ nên giảm các quy định về cách ly đối với các chuyên gia nước ngoài và gia đình đã được tiêm chủng xuống còn tối đa 1 tuần và đơn giản hóa các thủ tục, nới lỏng các quy định về cách ly đối với các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài đã được tiêm phòng tại nước sở tại. Chúng tôi, nhiều doanh nghiệp châu Âu đã phải hoãn nhiều hoạt động đầu tư tại Việt Nam do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Nhiều doanh nhân không thể đầu tư, kinh doanh tại nơi mà họ không thể đến. Chúng tôi biết chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng cấp visa cho các doanh nhân, nhưng tất nhiên số lượng bị hạn chế. Do đó, chúng tôi hy vọng kiểm soát được đại dịch. Cơ hội vẫn còn đó, kéo dài tới 20 đến 30 năm nữa. Việc chúng ta cần làm hiện nay là tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, rủi ro chính theo chiều hướng tiêu cực là đại dịch bùng phát lần thứ tư do các biến thể virus Delta mới và chậm trễ trong triển khai chương trình vaccine. Sự chậm trễ trong triển khai vaccine COVID-19 sẽ có thể tác động ngay đến khả năng Việt Nam quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ như trước khi có dịch, khi tính đến sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nhu cầu bên ngoài. Sự phục hồi nhanh chóng của đầu tư tư nhân trong nước cũng có thể làm gia tăng rủi ro bong bóng tài sản nếu như nguồn vốn không được dẫn hướng vào các lĩnh vực sản xuất. Do đó, không chỉ cần hỗ trợ doanh nghiệp mà cần hỗ trợ cho cả hộ gia đình, nhóm người dễ bị tổn thương bởi đại dịch để không tạo ra vùng trũng trong mặt bằng kinh tế chung của cả nước. Giải pháp cần làm hiện nay là hỗ trợ bằng tiền mặt. Đây là cách hỗ trợ trực tiếp trong ngắn hạn. Trong dài hạn, cần hỗ trợ gia đình, người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa, người dân tộc, nhóm người yếu thế trong xã hội về đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm cho họ, đồng thời giúp đỡ họ bằng tài khoản tài chính nhỏ để họ có thể tự buôn bán hoặc làm việc. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, trong khi biên giới của Việt Nam bị đóng, các quốc gia khác đã và đang triển khai tiêm chủng và dần mở cửa trở lại với thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, hiện nay có một nguy cơ thực sự là Việt Nam có thể bị tụt hậu nếu không triển khai chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với tốc độ nhanh và quy mô lớn hơn. Trước hết, thế giới cần được tiêm chủng đầy đủ hơn. Điều này đòi hỏi các hành động đa phương để bảo đảm cung cấp đủ liều vaccine cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chính phủ cần điều chỉnh việc hỗ trợ chính sách cho phù hợp với từng giai đoạn của cuộc khủng hoảng bằng cách lồng ghép các chính sách tài khóa trong trung hạn một cách hiệu quả. Hiện nay, khi đưa ra các chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ương nên xem xét diễn biến lạm phát nhất thời là gì. Điều quan trọng là chủ động ứng phó với mức lạm phát tăng cao và dai dẳng hơn so với dự báo, nhất là trong bối cảnh dịch như hiện nay. Khu vực doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài, có thể giúp đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng của Việt Nam hiện nay. Các doanh nghiệp châu Âu đang đề xuất cung cấp các thiết bị hàng đầu thế giới và cả chuyên môn quốc tế cần thiết nhằm phục vụ cho chương trình tiêm chủng hàng loạt thành công. Do đó, lộ trình phục hồi của Việt Nam nên khai thác sự đóng góp của các doanh nghiệp châu Âu và doanh nghiệp Việt với những kế hoạch cần phải được thực hiện sớm, để Việt Nam có thể bắt đầu hành động ngay khi có đủ vaccine cho việc tiêm chủng trên diện rộng. Đạt được điều đó, khống chế được dịch COVID-19, Việt Nam mới có thể tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa khôi phục kinh tế một cách ổn định và bền vững.